Sushi, đây, đây, chị làm thành công, thịt lợn khô cay rồi, ngon cực kỳ luôn. Chắc là em không ăn được cay. Ôi nhờ, em không ăn được cay, nhưng mà chị làm giống hệt bò khô luôn. Bò khô cay mà. Wow, có vẻ chín rồi đấy. Wow, không khác gì bò khô luôn. Ôi, nhưng mà đây không phải là bò khô đâu, đây là lợn khô đấy. Wow, mình làm đã thành công rồi. Cái này rất là dễ, lên mạng là tìm phát là làm đúng luôn. Ăn thử nào. Ngon lắm. Mà mình tự làm như này là mình chỉ cho cay vừa thôi. Hôm nọ ăn bò khô cay ớt là cay, mà chẳng khác thì bò khô luôn. Đúng rồi, cay nhưng không cay bằng thế kia. Để ăn thử miếng nữa mới được, chờ chín rồi mang sang cho Sushi ăn. Wow. Ô, miếng này mình để to quá. Wow. Đúng là thịt lợn khô made in Masa là nhất. Nè, Sushi à, bố cũng bất ngờ luôn. Tắt bếp gì á? Mới đi rồi. Tắt bếp ạ. Sang nhà Sushi, Sushi ăn thử. Nếu mà lần này mà Sushi thích, mình sẽ làm cho Sushi một hộp luôn. Sushi, đây, đây. Chị làm thành công, thịt lợn khô cay rồi, ngon cực kỳ luôn. Biết là em không ăn được cay. Ôi nhờ, em không ăn được cay, nhưng mà chị làm giống hệt bò khô luôn. Bò khô cay mà. Em không ăn. Chị ăn được cay thôi, em không ăn được. Làm gì đấy? Làm nào rồi, nhiều Sushi lại không ăn được. Sao chị không cho, sao chị không thay tương ớt bằng tương cà thì em sẽ ăn được. Đúng rồi nhờ, một sáng kiến hay. Thế mà chị không biết, đúng rồi. Chị sẽ không cho tương ớt nữa, mà thay vào đấy chị cho tương cà vào thì nó sẽ ngọt, em sẽ ăn được đúng không? Ôi nhờ, cho tương cà xong rồi á, mình cho thêm một chút là bột canh vào là được thôi. Mà cái này thì mình ăn được, còn cái kia thì Su sẽ ăn được. Nhưng mà bây giờ chị nó làm rồi thì biết làm thế nào. Bây giờ chị nhá, ở nhà nổi lại thế là được. Thì chị sẽ ăn hết nào. Rồi chị làm cái khác. Còn tương cà này em ăn được, còn tương ớt này em không ăn được. Thế là ẩm thế. Thế bây giờ đi sang nhà chị nhá. Chị làm cái mới cho em. Thì chị cho bằng tương cà. Không nhận cho con bé này nó thông minh quá nhở. Con biết là thấy tương ớt bằng tương cà thì nó vẫn màu này. Đúng rồi, đi. Thế nào thì chị làm cho. Không ăn hơi tí. Chị vẫn được ăn không? Ngon quá. Quảng ngã rồi, đi vào học Quảng Ngã đi. Đi, sang nhà chị con. Này, thử miếng không? Không ăn thì tan hết. Mình ra càng được ăn nhiều mít nè. Em không ăn thì ăn hết. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.